Garena. Vinsport đang dần tụt dốc, Gà Hồng đang lo lắng cho ngôi vua. Tuần thi đấu thứ 2 giải đấu Yomot VFL Spring 2023 đã kết thúc. FBTC Esport tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tổng, tạo ra khoảng cách với đội tuyển xếp thứ 2 chỉ 48 điểm. Team Flash lấy lại phong độ khi vươn lên vị trí thứ 2 với 590 điểm. Điều gì đã khiến cho P-Sport và V-Gaming bị bỏ lại phía sau? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. P-Sport đánh mất chính mình. Sau khi kết thúc tuần thi đấu thứ nhất, P-Sport chỉ kém cạnh so với FBTC đang có phong độ cực kỳ tuyệt vời để xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng. P-Sport với lối chơi háo chiến, chủ động trong hầu hết các pha giao tranh ở tuần thi đấu đầu tiên. Ở ngày thi đấu đầu tiên của tuần thi đấu thứ 2, các thành viên của đội tuyển P-Sport tiếp tục cho thấy được khả năng vượt trội của bản thân, tận dụng tốt những sai lầm của các đội tuyển yếu hơn để giành được lợi thế và giành được giải thưởng Team of the Day của ngày thi đấu thứ 6. Tuy nhiên, ở ngày thi đấu tiếp theo, khi mà các đội tuyển khác đã dần bắt được nhịp của giải đấu, thì P-Sport vẫn sử dụng lối chơi cũ, sử dụng kỹ năng cá nhân và triển khai đội hình giao tranh. P-Sport lặp lại và rơi vào ngõ cụt nếu các đội tuyển khác có sự chuẩn bị. Cụ thể, các thành viên của P-Sport luôn chủ động chia người ở khu vực nhảy của đội. Sau khi lúp trang bị, họ thường chủ động di chuyển sang khu vực khác để tìm kiếm mạng hạ gục. Tuy nhiên, việc này cũng khiến cho đội hình của P-Sport dễ bị mất người trong những giao tranh quan trọng. Việc chuẩn bị của các đội tuyển được xem là yếu tố quan trọng của giải đấu như WAG hay FamilyBot cũng dần được cải thiện. Các đội tuyển bắt đầu thi đấu chậm hơn, hạn chế giao tranh ở mỗi ván đấu để đảm bảo được thứ hạng và tâm lý thi đấu của bản thân mình. Đây cũng là một lợi thế lớn đối với các đội tuyển chiếu trên như là FBTC Esport này, Team Flash và V-Gaming có thể bứt tốc để cải thiện thứ hạng khi lối chơi của các đội tuyển này thường sẽ thiên về giai đoạn sau của ván thi đấu. Team Flash đã trở lại DNA của nhà vua. Luôn là vậy, Team Flash Free Fire luôn bắt đầu giải đấu với việc nhập cuộc chậm rãi và an toàn. Ở tuần thi đấu đầu tiên, Team Flash mang về 288 điểm, trung bình điểm ở mỗi ván đấu của Team Flash là 12. Con số này cũng được đội tuyển này duy trì ở tuần thi đấu thứ 2. Trái ngược với sự bất ổn của P-Sport, Team Flash đang thể hiện được khả năng kiểm soát của mình, duy trì sự ổn định với việc thay đổi cách chơi so với mùa giải trước. Khi đã có được sự trở lại của Dusty, Bell đang có nhiều thời gian hơn để đọc được trận đấu và đưa ra các quyết định di chuyển tốt. Giao tranh của Team Flash cũng được cải thiện rất nhiều khi đội tuyển này đang có được sự trưởng thành đến từ Shin qua từng mùa giải và kỹ năng của tài năng trẻ Yang Bin. Một lợi thế khác của đội tuyển Team Flash ở mùa giải năm nay là điểm nhảy. Điểm nhảy của Team Flash ở cả 4 bản đồ đều có được lợi thế về mặt di chuyển. Các hướng đi của Team Flash khi di chuyển vào bo đều không gặp giao tranh hoặc sẽ chống trải là lợi thế cực lớn để Team Flash giao tranh ở nửa sau ván thi đấu khá tốt. Giữ được sự ổn định trong xuyên suốt cả giải đấu là cực kỳ hiếm đội có thể làm được. Nếu như sự ổn định này được duy trì, khả năng Team Flash có thể thay thế vị trí top 1 trên bảng xếp hạng của FBTC ở tuần thi đấu thứ 3 và lên cả ngôi vô địch ở mùa giải năm nay là không quá khó xảy ra. Liệu P-Sport có thể quay trở lại đường đua, FBTC có giữ vững được ngôi vị đầu bảng của mình hay sẽ là sự vươn lên đến từ Team Flash? Cùng chờ đón tuần thi đấu thứ 3 giải đấu Yomot VFL Spring 2023 vào ngày mai nha các bạn ơi! Đón xem giải đấu Yomot VFL Spring 2023 chế độ Sinh Tồn tuần thi đấu thứ 3 vào lúc 17 giờ ngày 3, 4, 5 tháng 3 2023. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại Sinh Tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.